Nhung chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Rất nhiều người vẫn thắc mắc hỏi Nhung rằng là cây cổ Huế và cây quế son có gì khác nhau không, và có phải cổ Huế thì ra bông chùm mà còn cái quế son thì không không ạ? Thì đây nhá, đây là một cái cây quế son ra bông chùm rất là to. Và cái phân biệt của Huế quế son thì quế son nó sẽ nở bông xòe như này các anh các chị nhé. Cùng thời tiết như này nhưng mà nó vẫn nở xòe hết nhụy ra. Thế còn đây là cái bông của Huế này. Bông của Huế một bông bên trên là đã tàn rồi nhé. Tàn rơi rồi nhưng mà nó vẫn khum. Và cái đây bên trên. Và cái bông lở của nó thì bên trong là có cái màu hồng nhạt, hồng nhạt pha trắng. Thế cái như em quen ở vườn thì là sẽ phân biệt bằng lá. Lá của cổ Huế thì nó có cái nhiều cái màu vàng hơn, và cái lá nó sẽ không được xanh thẫm xanh đen như là cái lá của quế son nhé. Lá của nó gần gần giống cái kiểu hồng hồng đào thế này này. Đấy, màu nó hơi hơi kiểu không được xanh đậm, xanh mướt mà nó có ánh lón chuối ấy. Tết này mọi người có muốn có một bình hoa hồng cùng với hoa cúc và violet không ạ? Địa chỉ vườn thì ở Làng Chấu, Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang. Vườn của bà Hoạt nhé. Số điện thoại của bà là 0778 255 635. Bà trồng được lên giá là rất là rẻ nhé mọi người nhé. Không đắt như là ở ngoài chợ đâu. Và cái cúc mà được cắt tươi thì cắm nó rất là bền nhé mọi người nhé. Ở đây bà có rất là nhiều màu. Có màu vàng, màu tím này, màu đỏ nữa nhá. Mà mọi người có muốn cắm vừa hoa hồng, vừa hoa cúc, vừa violet, vừa thược dược thì cũng có đủ cả mọi người nhá. Ôi cái chùm villa xong đẹp quá này. Villa xong. Đây có cả màu trắng nữa đây này. Màu trắng bắt đầu ra rồi đây này. Đấy, màu trắng đây. Cúc của bà, cúc Tết đẹp lắm nhé mọi người nhé. Mọi người vừa đến mua cúc này, vừa được ngắm hồng này, vừa có hoa tươi. Để cắm nó bền hoa và giữ được lâu thì là đến Làng Chấu, xã Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang nhá. Vườn của bà Hoạt. Và số điện thoại của bà là 0778 255 635. Đây cúc Tết đấy. Vừa ngắm hồng, vừa mua cúc, vừa mua hoa hồng luôn. Hoa hồng nhiều lụ không? Đây, hoa hồng này. Này, mọi người ơi, hoa hồng này. Đây. Ô, 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 cái chùm hoa hồng này. Đây, hoa hồng này. Đấy. Đây, mọi người này. Thấy không? Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Và ai ở gần thì có thể qua ủng hộ nha. Thank you.